Chào mừng mọi người tới với lại phím thời trang số đầu tiên. Và như mọi người đều nhìn thấy, đây là nhân vật của số đầu tiên, Hùng OCB. Nếu trong cộng đồng thời trang thì Hùng OCB là một người có tiếng nói nhất định trong và có ảnh hưởng với một số bạn trẻ với cái tính ngông cũng như là cái độ tự do trong cái phóng khoáng trong cái thời trang của mình, cũng như là cái thông điệp mà mặc đi sợ đéo gì để có truyền tải được cho mọi người, mang cho mọi người một cái tinh thần thử sức mình trong thời trang. Và cũng cảm ơn Hùng đã nhận lời tham dự vào cái phím thời trang một này. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Em cũng cảm ơn anh Chí rất nhiều đã tạo cho em một điều kiện được đến đây nói chuyện với mọi người. Thế thôi, anh và mình cùng chiến. Như thế nào nhỉ? Với mỗi người thì cái khái niệm thời trang nó khác nhau. Có nhiều người họ sử dụng thời trang để mà thể hiện bản thân. Có nhiều người họ sử dụng thời trang để mà chỉ đơn giản rằng tôi thích mặc nó. Vậy thì đối với Hùng thì khái niệm thời trang của Hùng là gì? Và tất nhiên có rất là nhiều người, tại vì coi em là một cái niềm cảm hứng, và mọi người đều có câu hỏi rằng là thời trang của Hùng là gì? Thì đến thời điểm hiện tại thì nói thật với anh Chí thì em vẫn chưa thực sự hiểu thời trang là khái niệm như thế nào. Tại vì em đến với, như hiện tại em đến với thời trang thì nó cũng rất là cơ duyên là em được trải nghiệm những cái em đã học hỏi ở bên Nhật cùng với những cái trải nghiệm ở Việt Nam. Thì bây giờ nó ra như thế này đây, em cũng không biết là bây giờ em đang ở đâu nữa. Nhưng mà em cứ là em thôi, và em thấy thời trang nó là một cái gì năng lượng rất là tích cực. Nó khiến cho chúng ta thích mặc đẹp hơn, chúng ta được thể hiện chúng ta hơn, chúng ta tự tin hơn. Về cái vấn đề tự tin thì em thấy rất là một điều tích cực ở trong thời trang. Nên là không biết nói như thế nào nữa. Anh hiểu, anh hiểu. Như thế này, mỗi một con người, kể cả anh và kể cả em, đều có một cái con đường tiếp cận thời trang khác nhau. Ví dụ như anh biết tới thời trang từ những năm mà khi mà những cái trào lưu về hip hop bắt đầu du nhập vào Việt Nam, những cái bộ phim như là Sài Gòn Yo, You Got Served các thứ. Anh bắt đầu quan tâm về những cái outfit, những cái trang phục của các vũ công, của các break dancer, của những dancer các thứ, rồi bắt đầu tìm hiểu từ sneaker. Vậy thì với em thì cái con đường tiếp cận thời trang của Hùng nó như thế nào? Từ khi mà em ở quê á, thì ngày đó là mẹ em là hay đi mua đồ si. Thế là mẹ em cứ mua cho em mấy cái áo polo. Ngày xưa thì em không thích mặc đồ si đâu. Cho đến khi mà đến năm lớp 10, em mà đi rủ với lại mấy thứ bạn em á, đi nhảy pop ở cái nhà văn hóa, thì ban đầu là em nhảy popping, xong sau đó thì em nhảy breaking là b-boy. Thì những cái anh ở trong nhà văn hóa b-boy á bắt đầu hướng dẫn em là mua cái gì ở những cái tiệm đồ si ở địa phương á. Em bắt đầu mua Dickie, Nike, Adidas, Reebok, nói chung là những cái brand nó sporty á, để em có thể vừa mặc đẹp mà trong cái quá trình tập luyện á nó còn dễ dàng để mình tập luyện nó thoải mái á. Đấy, thì đó là cơ duyên em đến với thời trang. Và lúc đó thì em bắt đầu tham gia vào các group giống như là Hôm Nay Bạn Mang Gì, Vietnamese Street Style Group. Sau đó thì em qua Nhật và có một Hùng bây giờ. Thì vì khi mà Hùng qua Nhật ý, giống như rằng mình luôn chia sẻ với mọi người rằng khi mà mình qua nước ngoài, mình có cơ hội được tiếp cận được những cái văn hóa, cũng như rằng là mặc dù ở cái nước anh đi du học là Úc, thì Úc không phải là kinh đô về thời trang, nhưng mà anh vẫn có cơ hội tiếp cận được những cái thương hiệu quốc tế, cũng như là cái cách mà cái cộng đồng thời trang trong đó hoạt động như thế nào. Đi kèm theo đó là khi mà anh em mình đều là những người đi qua nước ngoài rồi, thì cái việc vừa học vừa làm nó là một chuyện rất là bình thường. Và khi mà đi học, đi làm thì chúng ta cũng có thêm những cái đồng tiền dư thêm để mà có thể tiếp cận được những cái thứ thời trang đó với cái mức giá hợp lý, chứ không bị quá cao như ở Việt Nam. Khi mà em qua Nhật ý, cái thuận lợi và khó khăn khi mà em ở Nhật nó như thế nào? Và đặc biệt rằng là ở Nhật, như anh nói lúc nãy, nó là một cái nôi của văn hóa, rất là nhiều cái subculture phát sinh từ từ Nhật Bản. Những cái văn hóa bây giờ như là kiểu về anime, về manga, những cái thứ mà đang tác động tới cả thế giới hiện tại và ảnh hưởng tới nền công nghiệp thời trang nữa, từ những cái subculture như Harajuku, Shibuya các thứ. Vậy thì cái thuận lợi và khó khăn gì khi mà em qua Nhật Bản, em có cảm thấy mình bị choáng ngợp trước cái văn hóa đó hay không, hay là mình có thay đổi nhiều hơn không? Có chứ, rất là choáng. Khi mà em vừa đặt chân đến Nhật á, thì em nhớ hôm đó là vào buổi trưa, và mọi thứ ở Nhật á nó đập vào trong mắt em từ khi mà em ở sân bay luôn.
mọi thứ nó rất là khác. Và kiểu trước đây em chỉ cảm nhận nó qua những cái truyện tranh hay là những cái bộ phim hay là những, nói chung là những cái kênh truyền thông á. Nhưng mà em không ngờ là ở ngoài á, Nhật á, nó y chang như trên hình và em cảm thấy nó rất là đã. Xong những cái thuận lợi á, thì em cảm thấy á, là khi mà qua Nhật á, em cảm nhận được những cái năng lượng tích cực rất là nhiều. Nó dùng cái từ gọi là flavor á, nó là những cái hương vị, nó là đậm chất Nhật đó, và em tiếp cận với nó, đó cũng là một cái cơ hội của em. Còn về khó khăn thì em nghĩ nó nhiều lắm, nhưng mà em chỉ nghĩ em kể một ít thôi, để ví dụ như sau này có những cái bạn nó muốn đi, bạn nghe những cái khó khăn đó bạn lại tụt chí thì sao, đúng không anh? Thì em nghĩ khó khăn là về đầu tiên là về vấn đề mà xa nhà. Cho dù có tiền bạc nhiều đến đâu á, nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam á, gần ba mẹ gia đình hay là bạn bè á, nó khác lắm. Còn khó khăn thứ hai là vấn đề tiền bạc. Khoảng 90% người Việt Nam mình qua Nhật đều làm đi lao động tay chân, ngay cả những du học sinh mà em biết cũng vậy, các bạn đó cũng phải vừa đi học vừa đi làm, nên là nhiều khi công việc nó chi phối cái thời gian của mình á. Mình có thể là mình rất là đam mê, nhưng mà đi làm thì cuối tháng này tiền đâu để đóng tiền nhà. Nhưng mà tôi lại rất là mua cái áo đấy, cuối tháng này cái áo đó ra rồi, tôi mà không mua được là tiếc lắm. Nhưng mà chơi thôi, phải tăng ca, phải đi làm thêm, phải đi vay đi mượn, phải là những cái xã hội, những cái mảng đen để mà mình có thể có được cái đó, và nó đủ đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của mình. Cái đó là cái khó khăn mà em thấy. Anh hỏi thêm như thế này, tại vì á, người ta không ở trong cái câu chuyện của mình thì người ta không hiểu được mình đang trải qua những cái thứ gì. Tại vì anh hiểu cái cảm giác của em khi mà chúng ta đi du học nước ngoài, thì những ai mà có điều kiện thì không nói làm gì rồi, thì anh em mình là vừa học vừa làm để mà có thể có được một cái mức tài chính để mua được những cái sản phẩm thời trang. Tại vì đây là đồng tiền tôi làm ra, tôi mua. Nhưng mà khi mà chúng ta post hoặc là chúng ta úp những cái hình đó lên trên mạng xã hội, thì có rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam nhìn vào và cảm thấy một cuộc sống rất là hào nhoáng, cực kỳ hào nhoáng. Và người ta hỏi rằng là: ôi anh ơi, sao anh giàu thế, anh ơi sao anh mua được những cái đồ đấy. Nhưng cái mặt tối, cái mặt bên trong đó người ta nhiều khi lại không hiểu. Cho nên em nghĩ rằng là khi mà em gặp những cái vấn đề như thế, em cảm thấy như thế nào? Tại vì người ta không hiểu được, và người ta đồn thổi những cái câu chuyện rằng là thằng Hùng ở Nhật nó chỉ giống như là anh đã từng gặp thằng Hùng ở Nhật, chỉ có mặc đồ, chỉ có thời trang, mà người ta không biết rằng cái quá trình để mình có được cái đồng tiền để mình mua được những cái thứ theo đuổi cái đam mê của mình. Thì em cảm thấy như thế nào về vấn đề đó? Chắc chắn là thời gian đầu sẽ có rất là nhiều. Đến bây giờ vẫn có anh ơi. Thì cái vấn đề nó cũng đơn giản lắm. Em nghĩ là khi mà ai đó mà cứ nói những cái thứ gì đó về mình là mình đã đang làm một cái điều rất tốt rồi. Đúng không? Đâu dễ gì mà người ta chú ý đến mình đâu. Mình phải như thế nào đấy thì người ta mới chú ý đến mình. Cái thứ hai là em nghĩ là đằng sau những cái mình vất vả, những cái gì đó, em nghĩ là ai biết thông cảm thì ok, còn không ai biết thì thôi, em cũng không màng tới. Bởi vì cái đó là cái cố gắng của mình, và cái thành quả mà mình đạt được á, thì em muốn show cho mọi người cái đó. Em muốn show cái đó nhiều hơn. Các bạn đừng có nên là thấy những cái cảnh mà tôi làm việc, các bạn hãy thấy tôi đang rất là ổn, tôi mặc rất là ok, tôi đang rất là chill, rất là feel đó. Thì em nghĩ là mình không nên cố là khẳng định cái điều gì cả, mình cứ là chính mình thôi. Right. Yeah. Thì anh hiểu rằng là các bạn cũng đừng ở mạng xã hội, đối với nhiều người thì những Facebook, Instagram hay cả TikTok nữa, mạng xã hội giống như là một cuốn nhật ký để mà chúng ta ghi lại những kỷ niệm đẹp. Chẳng ai lại muốn đi một cái kỷ niệm xấu hoặc là cái quá trình khó khăn xấu. Chúng ta ghi kệ kỷ niệm đẹp để ngày này năm sau hoặc là năm sau nữa chúng ta nhìn vào có một thời chúng ta đã từng như vậy. Nhưng mà chỉ có trong cuộc rằng là cái thời điểm đó mình mặc đẹp, nhưng mà những cái khó khăn mình trải qua chỉ có mình hiểu được thôi, đúng không? Ok. Hùng qua Nhật được một khoảng thời gian, anh vẫn nhớ cái khoảng thời gian đầu tiên anh coi những cái vlog đầu tiên của Hùng ấy tại Nhật ấy. Thì cái background đó là một cái căn phòng treo rất là nhiều đồ. Lúc đó khi mà em tham dự những cái group về thời trang như là Vietnam Street Style Group, rồi hôm nay bạn mang gì, thì cái lý do gì vì sao mà em lại quyết định show up mình ra? Cái lý do là vì sao mà em lại quyết định khẳng định bản thân mình tại cộng đồng thời trang lúc đó? Nó xuất phát từ đam mê hay là tại vì buồn quá, không biết làm cái gì cả?
tôi tự thích như vậy thôi đó. Thật ra thì trước đó em cũng đã show off rồi nhưng mà không ai quan tâm em hết, nên là sau một khoảng thời gian thì em cũng có tìm hiểu, em thấy tại sao những cái người kia họ lại được quan tâm mà mình lại không làm được. Em rất là, lúc em rất là ganh tị, em đố kỵ lắm. Xong em bắt đầu tìm hiểu mình phải đạt được cái cột mốc như thế này. Và ban đầu em làm tất cả những cái mà em show off á, em không nghĩ đến những cái smile sau, em chỉ làm vì em thích thôi. Em nói thì nghe hơi buồn cười nhưng mà em thấy là em đăng hình nhiều like, em thấy rất là vui. Bởi vì sau một ngày làm việc á, mà mình đăng một tấm hình lên trên mạng á, mà ui người ta like, thả tim vô khen là em thích lắm. Em ngồi em đếm like đến sáng luôn. Có hôm mà em thức đến sáng mà em quên cả đi làm. Xong rồi sếp phải gọi điện em đi làm. Nhưng mà lúc đầu em làm á thì em thấy thời trang á, nó giống như là em đang chơi nó vậy á, chứ em không làm, em vui chơi với nó. Anh hiểu. Thời trang của em vẫn là vui. Thì đó là tại vì cái quay trở lại câu hỏi rằng lúc nãy những khoảng thời gian đầu á, lúc mà em bắt đầu tham gia cái gọi là cộng đồng thời trang, em chưa tạo được điểm nhấn, em chưa tạo được cái gọi là gì để người ta chú ý về bản thân mình. Thì đây là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn trẻ đặt cho anh, rằng là làm sao để tôi khẳng định được bản thân mình ở giữa một cái cộng đồng, ở giữa một cái hội nhóm, ở một giữa cái như thế này. Tại vì các bạn mặc đồ thì rõ ràng các bạn đang bị ảnh hưởng rất nhiều thứ, cho nên chúng ta dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh nó giống giống nhau. Vậy thì với nhiều người như vậy, tại thời điểm mà em đang bắt đầu khẳng định bản thân mình và bắt đầu có được cái sự quan tâm của mạng xã hội, thì em làm như thế nào để người ta nhớ về mình và theo dõi mình? Để mà... Tại vì em có hai face, em có một cái face em vừa chia sẻ đó là em không nhận được quan tâm, em cảm thấy buồn đúng không? Và một cái face bây giờ đã được tới hình ảnh của Hùng OCB bây giờ rồi. Thì em làm như thế nào? Em cũng không nhớ kỹ là em đã làm như thế nào, lúc đó em chỉ làm thôi. Em giống như một người em làm không vì mục đích gì á, và mình cứ làm thôi. Em nghĩ là lúc đó em được là chính em nhất á thì người ta sẽ chú ý đến em. Còn em cứ làm mà có mục đích, hay em cứ làm mà để giống ai đó, để được để ý á, thì em nghĩ là em sẽ không được như bây giờ. Và đấy, em cứ làm thôi. Anh hiểu. Từ cái lúc mà Hùng mới bắt đầu quan tâm tới thời trang thì rõ ràng em cũng có thể là lấy ảnh hưởng từ những người khác vào trong đó. Nhưng sau này thì đầu tiên là Hùng cũng cảm thấy rằng mình khó chịu với cái điều đó, tại vì mình không phải là bản thân mình. Và cái mục đích lúc đầu là lên để người khác công nhận mình, nhưng sau này đơn giản hơn là tôi muốn chơi thời trang. Tôi muốn thể hiện bản thân mình và đúng với cái bản chất mình. Và chính cái năng lượng đó nó lại đi thu hút người khác, tại vì em là chính em đúng không? Tại vì lúc đó là người ta cảm thấy một Hùng OCB nó khác với những cái nhân vật hình ảnh khác, mà người ta chỉ theo dõi, người ta thích, người ta cảm thấy thú vị đúng không? Như mà khi mà tự dưng mà đang bình thường như vậy, tự dưng nhiều người cùng theo dõi, cảm giác em sao? Sướng. Về lắm. Về có bao giờ em cảm giác là khi mà em nhận được cái nhiều nguồn quan tâm đó, có bao giờ em có cảm giác gọi là bị tự mãn không? Không, này anh hỏi thật. Không, em không chỉ tự mãn, nhưng mà em kiểu em càng em ngông cuồng hơn. Em thấy mọi người thích em như vậy thì em sẽ chơi tới cùng thôi. Và cái này nó đâu có ảnh hưởng đến ai đâu. Thì cái này em cũng inspire bởi nhiều những cái nghệ sĩ bên nước ngoài, hay là những cái người bạn mà em quen ở Nhật á, nó cũng điên như vậy. Và lúc đó cũng có một khoảng thời gian em rất là ngông cuồng, và em không quan tâm tất cả mọi thứ ai nói gì, và em cứ làm thôi. Nhưng mà sau khi về Việt Nam thì em lại không ngông cuồng nữa. Chắc là ở bên Nhật thì em chat trên mạng, không bị ai đánh, về Việt Nam người ta đánh em sao. Nhưng mà đó là đùa thôi. Nhưng mà về Việt Nam thì nhiều thứ nó cũng làm cho em phải hạ cái tôi xuống để em dễ sống hơn. Với cả bây giờ cũng có một người bóng hồng bên cạnh nữa, cho nên cũng phải có nhiều hạ cái tôi xuống đúng không? Cũng phải bây giờ phải xác định rằng cái nào là cái nóc, cái nào là cái nền đúng không? Đúng rồi anh, cái bên kia nóc to quá. Nóc nào cơ? Rồi, ok, anh hiểu. Vậy thì cái lý do vì sao mà em lại chọn tên là Hùng OCB, có cái ý nghĩa nào không? Cái Hùng OCB đến bây giờ em vẫn còn giữ, thì cái đó cũng là một cái ngòi kích nổ mà em đến với thời trang. Thì cũng nhiều bạn cũng đặt câu hỏi cho em lắm, nhưng mà em toàn là trả lời bâng bâng khuâng không à.
Nhưng mà đến hôm nay thì cái lúc mà em đi nhảy hip hop á, thì những thanh niên mà tập hip hop á thì lại tiếp xúc với những cái thiên nhiên, những cái đó thì ở Việt Nam họ cấm. Nhưng mà ở Mỹ á, thì những cái người nhảy pop hay là những nghệ sĩ nhạc rap như Snoop Dogg hay Wiz Khalifa đó thì họ sử dụng cái đó, và em đã sử dụng cái giấy đó để, và rồi em thấy cuốn. Cái đó nó để cuốn mà. Đúng thì, rồi. Thì lúc đó thì em chỉ smoke thôi. Cuốn em smoke đó, và em nghe nhạc hip hop. Yeah. Đúng rồi, em nghe nhạc hip hop, bắt đầu em nghe nhạc nhiều nhạc loại nhạc hơn. Thì sau này á em nghĩ là hay là mình đổi tên đi, chứ ví dụ về Việt Nam á lỡ mình nổi tiếng sao, VTV3 nó hỏi thì mình trả lời như nào giờ. Nhưng mà sau em thấy OCB là cái giấy cuốn, cuốn gì thì là quyền của mình đúng không anh? Đúng. Và em cũng sẽ làm một hùng OCB thật là bánh cuốn, thật là cuốn hút. Rồi anh hiểu. Vậy thì OCB đó là cũng mang ý nghĩa là mình muốn, mình cuốn như là... Đúng rồi, cuốn. Cuốn, ok. Cuốn. Ok, rất cuốn. Vậy thì cái khoảng thời gian ở Nhật đó em, anh nhìn thấy rằng là ở lúc đó em sẽ bị cuốn vào cái, đúng là cuốn luôn, em bị cuốn vào cái nguồn là thời trang. Tại vì cái khoảng thời gian mà em bắt đầu được nhiều người biết hơn, anh cảm thấy em bị một cái áp lực vô hình rằng là tôi cần thể hiện nhiều hơn. Em thay đổi outfit rất là nhiều, em đi tới nhiều bối cảnh, em đi tới nhiều nơi, gặp nhiều người khác nhau để thể hiện được cái phong cách thời trang của mình. Tuy nhiên có những cái áp lực về phía sau. Vậy em có thể chia sẻ với các bạn để rằng là nếu mà em theo đuổi đam mê như vậy thì những cái giá em phải trả lại như thế nào về sức khỏe, về những mối quan hệ, về cái công việc các thứ để mọi người hiểu được. Em thì không nghĩ nó là áp lực. Em đã nói là thời trang với em thì nó là một cuộc chơi, và em chơi nó hết mình. Em thể hiện nó hết sức, và cái kết quả có như thế nào thì em vẫn cảm thấy đã, cảm thấy sướng thôi. Bởi vì em làm cái thời trang đó, em chơi cái thời trang đó là vì em mà. Em đâu có vì ai đâu. Hiểu. Nên là các bạn cứ áp lực hay là các bạn nói này nói kia em cũng mặc kệ. Các bạn, nhưng mà trừ khi các bạn thử thách là em chơi. Thử thách như thế nào, em có thể cho ví dụ được không? Thì các bạn thử thách thử thách phối đồ hay gì đó, thử thách mua quần áo hay gì đó. Không, nhưng mà em về Việt Nam thì em cảm giác em bị thử thách nhiều hơn. Tại về Việt Nam thì em phải thay đổi nhiều, em không có được thể hiện mình nhiều, thì cuộc đó là cũng là một thử thách đấy. Vậy làm sao mình có thể thử thách được? Cái này có thể thuộc vào cái câu hỏi phía sau, đó là cái tầm nhìn và cái định hướng sau này của Hùng như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ rằng ở mỗi một cái môi trường, đối với những người mà làm về thời trang nói riêng và tất cả những ngành nghề khác nói chung, mỗi một môi trường nó đều có một cái thử thách riêng, một cái cơ hội và một cái thuận lợi khác nhau, cũng như là rủi ro khác nhau. Thì người ta thường nói rằng là nhập gia thì tùy tục. Nhiều khi chúng ta vào những cái môi trường đó, những cái môi trường mà nó không phù hợp với chúng ta, thì chúng ta phải biến đổi để mà có thể sinh tồn được, cũng như rằng là vẫn giữ được cái giá trị cốt lõi của mình. Quan trọng rằng là có rất là nhiều bạn trẻ, rất nhiều bạn trẻ đặt hỏi câu hỏi với anh nghĩ sao về Hùng OCB. Thì cái mà anh cảm thấy rằng cái năng lượng mà em thu hút được anh, đó là sự ngông cuồng, cái sự rất là ngông cuồng. Vậy thì làm sao, lại một câu hỏi nha, đối với em thế nào là phong cách, thế nào là thần thái của một người? Được trả lời cho anh. Theo em thì phong cách nó là cái vẻ bề ngoài thể hiện được một người nào đó. Còn biểu cảm, thần thái là cái biểu cảm thể hiện được cái tôi của họ. Thì một người mà em nghĩ là em cũng gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Các bạn hỏi anh ơi phong cách này phong cách gì, anh ơi phong cách của anh là phong cách gì, anh phong cách bân hả, anh phong cách run hả, anh phong cách tùm lum tà la. Em chỉ bảo là phong cách Hùng OCB, phong cách mặc đi sờ đéo gì. Đấy, còn thần thái thì về thần thái thì có sao chơi vậy thôi. Mặt bạn láo thì bạn chụp hình mặt láo, tôi không thể chụp hình mặt hiền được, tôi không thể cute được, đúng không anh? Hiểu đó. Đấy,
chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chỉ đơn giản là con người của em. Yeah. Vậy thì như thế này, em có cảm nhận rằng cái thần thái của mình nó thay đổi theo thời gian không? Tại vì quan điểm của anh khi mà anh nhìn vào Hùng OCB những thời gian đầu, nó có một cái vibe nó rất là khác, có một cái thần nó rất là khác. Và khi mà em trải về nhiều chuyện hơn và khi em về Việt Nam nữa thì cái thần em thể hiện nó ra nó lại khác nữa. Thì em có nghĩ rằng là cái thần thái nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo cái môi trường mình sống và những cái gì mà mình đã trải nghiệm hơn? Tại vì từ khi mà em từ ở Việt Nam em qua Nhật là em đã thay đổi một cái thần thái của mình một lần rồi. Yeah. Xong cái quá trình em gặp, em làm việc và em gặp nhiều cái sự cố ở Nhật, anh biết có nhiều, rất là nhiều sự cố, và em vượt qua được cái điều đó, nó tôi luyện cho em thành một cái thần thái khác. Mà khi về Việt Nam nó lại có những kiểu nhiều cái áp lực khác mà tí nữa chúng ta sẽ đào sâu tiếp. Nhiều cái thần thái khác, nhiều cái áp lực khác dành cho em, và bây giờ em có cả trách nhiệm với lại một người nữa. Thì em có cảm thấy rằng là càng lúc cái sự tôi luyện của người đàn ông, cái sự trải nghiệm của em nó mang cho em nhiều cái thần khác, cái thần thái, cái biểu hiện của khuôn mặt và cái tôi mình nó được khác hơn không? Có, em nghĩ là môi trường sống và thời gian á nó thay đổi thần thái của mình. Nó theo hướng tích cực hay là tiêu cực? Nó không theo hướng tích cực mà nó cũng không theo hướng tiêu cực. Và nó cái flow nó như một dòng sông vậy anh. Flow like river. Đấy, cứ thế trôi thôi. Và mình không thể control nó. Nếu mà em control được thì em bây giờ nó đã là một superstar rồi. Đấy, nên là em cứ flow thôi anh. Trước đây thì em thần thái em chuyển từ khi mà Việt Nam qua Nhật á, lúc đó là em sống xa gia đình, em lúc đó em 3 năm ở bên Nhật là em được làm em nhất. Còn khi về Việt Nam á, nhiều thứ mình phải lo, miếng ăn, miếng cơm, mang áo, rồi còn có vợ, rồi nhiều thứ, một cả tỷ thứ em đau đầu lắm. Nhưng mà em vẫn thấy mình vẫn giữ được cái trong mình, nên là em vẫn cứ là ok thôi. Vẫn cứ là ok. Nhưng mà có thêm được một người mà có thể thể mà hỗ trợ em cũng như là yêu thương em thì anh nghĩ là đó là một khoảng, đó là điều mà em đang có được khi mà em không có ở Nhật, đúng không? Có nghĩa là trước đây thì em ngông cuồng nhưng mà em đi 8 hướng. Bây giờ em ngông cuồng nhưng em đi chỉ một hướng. Và em nghĩ là em đang đi đúng đường. Ok, em tin là được vậy là đủ rồi. Có bao giờ em gặp cái câu hỏi rằng là tại sao anh có thể ngông cuồng được như vậy, tại sao em có thể được như anh Hùng không? Có bao giờ anh thấy rất là nhiều bạn. Tại vì cái hình ảnh em thể hiện ra rõ ràng rằng là nó cũng thu hút được rất là nhiều bạn trẻ. Rất nhiều bạn trẻ, và chắc chắn là có những bạn họ muốn trở thành một người như em, cũng như cái hồi mà anh em mình còn trẻ và anh em mình muốn rằng giống một hình ảnh của một ai đó. Vậy thì cái câu hỏi đó em trả lời như thế nào? Làm sao mà Hùng có thể ngông như vậy? Làm sao em có thể được như anh Hùng? Cái câu hỏi này nó cũng rất là giống những cái câu hỏi mà em được các bạn đặt ở trên những cái livestream của em. Các bạn bảo là mọi người thường gọi em là thầy mà. Thầy ơi, em vừa cắt tóc giống thầy, người ta bảo em mới đi tù về. Em chỉ thẳng vào mặt luôn. Em ơi, mình á phải khẳng định mình là người như thế nào, đừng để người khác nói mình là gì đó. Hiểu. Đấy. Và cùng với lại câu hỏi của anh Chí thì mình hãy thể hiện đi và làm cái điều đó, chứ đừng để là phải giống một ai cả. Làm thôi. Làm. Dạ. Và không vi phạm pháp luật. Đúng rồi. Không vi phạm pháp luật. Không vi phạm pháp luật đó, làm nhưng mà chịu trách nhiệm. Dạ đúng rồi, em làm mọi thứ nhưng em chịu trách nhiệm. Ví dụ có nhiều lần anh xin chia sẻ thẳng luôn là anh có nói những cái quan điểm bản thân của anh về cái mà Hùng đang làm, tại vì nhiều cái anh cảm thấy nó không đúng theo quan điểm của anh, nhưng em vẫn chịu trách nhiệm về điều đó. Đây là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người rằng là trên mạng xã hội nó dễ dàng để chúng ta đưa ra những cái thông điệp cũng như là đưa ra những cái hình ảnh, nhưng mà mạng xã hội nó cũng là một cái cộng đồng, nên nếu chúng ta chịu được trách nhiệm cho những cái việc chúng ta làm thì chúng ta làm, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là cái một cái ngông anh đối với quan điểm của anh, đó là một cái sự ngông rất là ngầu, nó rất là ngầu. Kể cả bây giờ không mặc như Hùng, có thể là mặc kiểu công sở, nhưng mà ông ấy chịu được cái trách nhiệm mà mình làm, anh vẫn thấy ngông, anh vẫn thấy có độ ngầu. Vậy thì cái thời trang, cái phong thái, cái thần thái, ví dụ bây giờ có nhiều người mặc giống em nhưng mà lại không thể hiện được ra cái năng lượng giống em. Vậy thì theo em, cái thời trang giúp con người thể hiện thông điệp ra, hay là chính con người là cái thứ mà để thể hiện ra điều đó, và thời trang nó chỉ là một cái gia vị để khiến cho cái con người nó thể hiện ra rõ ràng hơn?
cái hai ý của anh em thấy ý nào cũng đúng. Đó, nhưng mà bản thân em nhưng mà ý của em là bản thân em thì em thấy thời trang nó là gia vị nhiều hơn. Mình chúng ta cũng đều là người trần mắt thịt thôi. Và thời trang nó được con người sinh ra, con người cũng có thể lấy lại mà. Đúng không? Nên là thời trang nó cũng chỉ là những cái gia vị nhỏ trong cuộc sống thôi. Quan trọng là chúng ta như thế nào. Chúng ta phải chiến nó hay là chúng ta phải e nó. Đấy, quan điểm của em là như vậy. Anh hiểu. Rồi, nếu mà dùng 3 từ để có thể miêu tả được cái ngôn ngữ thời trang và con người của mình thì em cho anh những từ như thế nào? Ba từ hả? À, từ đầu tiên chắc là cái từ ngông. Ngông. Từ thứ hai là từ ngầu. Ngầu. Từ thứ ba là từ bất cần. Bất cần. Ok. Từ ngông và từ ngầu. Anh hiểu. Em có nghĩ rằng khi mà em trải qua nhiều hơn, khi mà em trở thành một người đàn ông 30 tuổi đi, 40 tuổi, 50 tuổi, em có nghĩ là mình còn ngầu không? Em nghĩ là em còn ngầu. Ngầu hơn đúng không? Ngầu hơn. Em ngầu. Lúc em chín luôn. Em lúc em khét. Em hết luôn gì? Khét lẹt đó em khét lẹt luôn. Vậy thì cái từ bất cần như thế nào? Bất cần. Em nghĩ là bây giờ em không còn từ bất cần nữa. Nhưng mà em được sống trong cái khoảng thời gian bất cần rồi. Đó. Em rất là đã. Vậy là em nhớ cái từ bất cần đó. Đó. Và em... Có bao giờ em mong muốn trở lại cái khoảng thời gian bất cần đó không? Không. À, em bây giờ em không muốn quay lại đó. Nhưng mà em nghĩ là đủ rồi. Cái thời gian bất cần của em nó đủ rồi. Nó lúc đó nó vô tư, nó như một đứa trẻ với anh. Nhưng mà bây giờ em phải lớn. Em đúng. Không có thể trẻ mãi được. Đúng. Em phải lớn. Vậy thì là như các bạn đều biết rằng chúng ta sẽ trải qua một khoảng thời gian rất là bất cần. Kiểu không cần ai, không cần biết. Nhưng mà khi mà lớn lên đàn ông thì phải có thêm trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây đầu tiên là trách nhiệm với gia đình. Với bố, với mẹ các thứ. Sau đó là trách nhiệm với nóc nhà. Trách nhiệm với nóc nhà và kể cả cuộc sống gia đình của chúng ta sau này nữa, đúng không? Dạ. Thì bất cần đến một khoản thôi. Sẽ có thể là bất cần khác, nhưng mà trong một cái sự kiểm soát nhất định. Cái bất cần ở đây nhiều khi rằng là để anh thử giải thích nhá. Bây giờ ví dụ như là Hùng vẫn đang thể hiện được một cái con người khác, một cái sự bất cần nhất định rằng là về thời trang, nhưng mà nó nằm trong một cái, nó humble hơn, nó được kiểm soát nhiều hơn, nó được kiểm soát về cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Để mà cho các bạn thấy rằng là ngay cả Hùng là một người từng ngông và từng rất là ngầu, nhưng mà có những cái gánh nặng về những cái không phải gánh nặng nữa, mà những cái mà cuộc sống nó vốn dĩ phải như vậy, cho nên nó sẽ kiểm soát được chúng ta. Quan trọng rằng là chúng ta bất cần đúng nơi đúng chỗ và không để ảnh hưởng tới người khác, tới những người mà chúng ta yêu thương. Đúng. Ok. Yeah. Nói tới Hùng nhiều rồi, bây giờ nói tới cái thành quả hoặc là những cái thứ mà em đã làm đi. Thì sau một khoảng thời gian hoạt động thì Hùng có tạo ra một cái nhóm tên là Việt Fashion Fun. Nôm na có nghĩa là những người Việt mặc thời trang và vui. Thời trang vui các thứ. Vậy thì cái mục đích em tạo ra Việt Fashion Fun nó là như thế nào? Cái mục đích thì trước đây em thấy mọi người làm một group thời trang thì em thấy mọi người nghiêm túc với nó quá. Mọi người lúc nào cũng phải chỉnh chu, lúc nào cũng phải thật là sạch đẹp, lúc nào cũng phải rất là, em thấy nó rất là nghiêm túc. Và em muốn tạo một cái cộng đồng nó cợt nhã hơn. Giống như ở một cái trường học á, thì những cái group khác á, là những cái group chuyên cần, đạo đức, thế này thế kia. Và cái group của em là cái group, là cái nhà vệ sinh ở đằng sau sân trường. Học sinh tụ tập đó hút thuốc, trốn học, ăn vụng. Đó là cái Việt Fashion Fun mà em tạo ra. Ok. Với cái mục đích rằng là một cái nơi để mà giống như là cái concept như em vừa kể, đó là một cái nơi nó mà bất kỳ một học sinh nào hoặc là từ cấp 2, cấp 3 cũng đều trải qua như thế. Có người nhìn vào cảm thấy thú vị, có người nhìn vào cảm thấy nó anh xin dùng từ là nó đáng ghét. Có một số người nhìn vào một kiểu rất là đáng ghét. Vậy thì với cái tính cách của em và những người tham dự đó, cái Việt Fashion Fun hiện tại nó còn vui vẻ như ngày xưa hay không, hay là nó đã khác đi rồi? Em nghĩ là nó cũng đã khác đi rất là nhiều so với lúc mà em mới làm. Nhưng mà em vẫn là flow like river thôi. Em cứ để cho nó trôi đi theo một cách tự nhiên nhất. Việt Fashion Fun bây giờ em nghĩ vẫn là một trong những cái group
rất là gây tranh cãi, nhức nhói. Đúng. Đấy. Và em nghĩ á, khi mà việc fashion fun sinh ra thì nó là cái đà cho các bạn sẽ đi lên hơn. Lúc đó em cảm giác kiểu các bạn sợ lên việc fashion fun. Ừ. Ông nào mà mặc đồ xấu xấu phát ra các ông nhà gì ta, người ta lúc đó mọi người dùng cái từ gì, phóng viên thường trú à, tại vì fashion fun sợ đấy nhờ. Sợ anh đó, đây là các bạn mặc đẹp lắm, sợ không dám mặc mấy cái ren này ren kia đó. Nói chung là em nghĩ là nó cũng có hai chiều. Đúng. Nó như một con dao hai lưỡi vậy đó. Đúng vậy. Nhưng mà em sẽ chịu trách nhiệm nếu như mà em làm sai cái điều đó. Anh hiểu. Mỗi cái áp lực, không phải gọi áp lực, nó là giống như là tại vì Hùng tạo ra một cái việc fashion fun, nó thời trang vui nhưng mà một đồng xu đều có hai mặt. Thì có những cái bạn họ cảm thấy rằng là cái thời trang và cái phong cách của nhiều người nhiều khi nó sai, và họ muốn có một nơi để mà cùng nói về vấn đề đó với một cái đích gọi là tích cực nhất, cùng chia sẻ, cùng tìm hiểu và cùng phân tích rằng làm sao để người đó tốt hơn. Thì trong đó anh cũng thấy có nhiều người khá là tích cực rằng là ok, tôi nhận cái sai này của tôi. Và anh theo dõi bạn ấy thì trong khoảng 5 tháng sau bạn ấy nhảy vượt bậc luôn. Bạn ấy dẹp bỏ cái tôi của mình đi. Rõ ràng là nhiều người chê. Thì nếu mà nhiều người chê thì chúng ta cũng phải nên xem lại bản thân mình rằng là chúng ta có điểm gì thiếu sót. Và bạn ấy vượt bậc luôn, bạn ấy vượt cái tôi. Còn có nhiều người họ không chịu được cái áp lực từ cái đó. Rõ ràng là khi mà nhiều ai cùng cười chê một người thì chúng ta cũng có cái tôi, có cái tự ái, có cái tự ái của bản thân, và nhiều bạn không vượt được và nó nảy ra những cuộc tranh cãi. Nhưng về bản chất thì anh thấy việc fashion fun nó giống như là một cái cơn gió lạnh. Dạ. Cùng một cơn gió lạnh. Quan trọng rằng là cái người vào cái hội nhóm của em, họ tiếp thu cái thông tin như thế nào. Họ cảm thấy rằng là cái gì cần coi thì coi, còn cái gì không cần coi thì coi. Tại vì đơn giản nó là fun, nó là vui. Nhưng mà nó mà nặng nề quá, giống như anh viết bài đi, thì nó lại không vui nữa rồi. Mình với là một người là admin và giống như là quản lý ở đó, thì anh thấy rằng là nhiều khi em cũng thả các bạn. Tại vì đơn giản mục đích đầu em là như vậy. Nhưng mà có những cái thứ cái mà em cũng cần nên kiểm soát lại một tí để mà định hướng cho các bạn đúng. Vì bản chất thời trang vui hay không ấy, nó cũng phải là đẹp. Nó cũng phải là các bạn phải hiểu ý mình, phải hiểu được cái cơ thể mình và cái mà các bạn đang mặc là cái gì. Đấy. Thì xong việc fashion fun, nó vẫn đang phát triển một cách, nó không nhanh như hồi xưa nữa. Yeah. Nhưng mà hãy nói về cái thông điệp mà em sử dụng nhiều nhất và cũng nhiều người đang nói với anh, đó là mặc đi sợ đéo gì, tại sao là mặc đi sợ đéo gì. Em lúc đó em tự em thốt lên như vậy, xong rồi nó giống như một cái cơn gió mới vậy đó. Tại sao phải cứ là thế này thế kia, tại sao phải cứ là khuôn khổ, thường mặc đi sợ đéo gì. Lúc đó em chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tự nhiên nó thành một cái slogan của em. Và mọi người cũng nhắc đến là mày mặc đồ như này không được đâu. Cái bạn đó lại bảo là Hùng của CB bảo là mặc đi sợ đéo gì. Em nghĩ á, là nó có hai hướng. Những cái bạn nào mà hiểu á, thì bạn đó sẽ nghĩ là mình phải tự tin. Mình phải tự tin và mình đừng có sợ ai cả. Mặc đi bạn ơi, đó. Còn những cái bạn nào mà nghĩ không hiểu á, thì bạn bị là cái này mặc bạn đâu mặc đó, mặc sao cũng được. Đó. Thì đây là cũng là cái lời nói của em. Đôi khi là em cũng muốn sửa lại cái câu nói này, nhưng mà phóng lao thì mình phải theo lao. Và em vẫn cứ truyền cái cảm hứng đó tích cực cho mọi người thôi. Nó dần một hôm nay nó được 10 người, ngày hôm sau em lại muốn truyền nó đến 100 người, em muốn truyền nó tất cả mọi người phải hiểu được cái ý của em và đừng có nghe qua cái ý của em và làm sai điều đó. Anh hiểu. Em rất là Anh hiểu. Anh Chí cũng viết bài này một lần rồi. Rồi, anh có viết. Tại vì nhiều như anh có giải thích đó, là mặc đi sợ đéo gì, nó là một cái thông điệp nghe nó rất là đấm vào tai. Nó là punchline, nó đấm vào tai. Tuy nhiên thì nó là một cái anh hiểu cái mục đích của em. Tại vì như các bạn đều biết rằng Hùng để có được cái sự ngông và cái tinh thần như ngày hôm nay, Hùng phải trải qua rất là nhiều thứ. Hùng cũng phải mặc nhiều thứ, Hùng cũng phải là vượt qua được những cái áp lực thì mới có được cái gọi là mặc đi sợ đéo gì. Còn trải qua được nhiều cái thứ đó thì một nhân vật như Hùng mới có thể hiểu được bản thân mình muốn gì, bản thân mình mặc gì và cái cơ thể mình như thế nào, thì mới có được cái độ ngông như thế.
Tuy nhiên một số người họ, một đặc biệt là các bạn trẻ, họ không hiểu được, họ còn chưa hiểu được là thời trang của họ mặc là cái gì cơ. Nó giống như anh em mình, cái của anh em mình là kiểu ngông kiểu khác, còn kiểu kia là kiểu gọi là ngựa non háu đá, gọi là châu chấu đá xe, gọi là nói là như vậy. Tại vì nó sẽ dễ dàng làm hại các bạn. Tại vì rõ ràng con châu chấu đá xe, xe nó cán một cái là đi thôi. Nhiều khi cái sự lệch lạc đó làm cho các bạn mặc đồ sai. Và cái đó không phải là ý, anh nghĩ là không phải là ý của em. Em muốn mang cái sự tự tin. Tại vì tự tin ở đây mình xin giải thích thêm rằng cái Hùng nói là tự tin, các bạn mặc đồ, các bạn trải nghiệm, các bạn mới biết là mình không phù hợp, mình phù hợp cái nào, đúng không? Mình không phù hợp cái nào. Chứ bây giờ cứ sợ người này, ví dụ anh nói đi, sợ anh nói xong bạn ấy sợ không trải nghiệm hết, thì làm sao biết là nó phù hợp hay không? Ít nhất là phải mặc đồ thì mới biết, còn nếu không mặc đồ là không bao giờ biết rằng mình mặc đồ nó như thế nào. Phong cách các bạn phải trải nghiệm nhiều phong cách nhất có thể. Cái đó là cái thông điệp mà anh nghĩ rằng cái mặc đi sợ đéo gì nó mang cái tới được, rằng là trải nghiệm đi, mặc nhiều hơn đi, rồi mới biết rằng là mình phù hợp cái nào nhất, mình chọn cái nào hợp nhất. Chứ không phải rằng là nếu mà mặc xấu mà sử dụng cái mặc đi sợ đéo gì đó, anh xin lỗi, anh chửi thẳng mặt. Anh cũng như vậy, cái gì xấu theo quan điểm anh, anh chửi thẳng mặt. Nó không phải là một cái lời giải thích, các bạn trải nghiệm. Và Hùng cũng là như vậy, kể các bạn để ý rằng là Hùng ngông, nhưng mà Hùng ngông ở cái biết rằng là biết mình ở điểm nào cần tiếp thu để mình tốt hơn. Tiếp thu những cái thứ mà kéo mình xuống thì mình không tiếp thu làm cái gì. Còn mình tiếp thu những cái thứ nó tốt hơn thì nó càng nâng cao mình nữa. Nó càng thể hiện thông điệp mình tốt hơn. Rồi. Mình càng ngông là mình lại càng dốt, mà mình càng giỏi mình lại càng ngông. Đúng. Nó cứ hoàn toàn là vằn như vậy, nó cứ xoắn lên như vậy, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái độ gọi là hiểu câu chuyện, hiểu thông điệp, cũng như rằng là hiểu cái bản thân mình nhiều hơn. Đấy. Thì nói gì thì nói, thì cái mặc đi sợ đéo gì nó cũng mang một cái sự tự tin nhất định. Và đặc biệt rằng là anh sẽ nói về một cái gọi là nhiều bạn đang trẻ đang nhìn vào, nó cũng là một văn hóa hiện tại ở Việt Nam cũng mở lòng hơn rất là nhiều, đó là hình xăm, đó là tattoo. Thì bây giờ ai cũng sở hữu được một cái hình xăm trên người, và cái xã hội Việt Nam cởi mở hơn rất là nhiều. Khi những cái chương trình như là Rap Việt hoặc King of Rap thì có những nghệ sĩ sử dụng rất là nhiều hình xăm, và vô địch mùa 1 Rap Việt là Dế Choắt, và anh Dế Choắt này cũng sở hữu rất là nhiều hình xăm full luôn. Cho nên cái cách mở lòng của nhiều người nó cũng rộng hơn rồi, nhưng không phải là đa số. Đặc biệt là với cái nghệ thuật xăm của Nhật Bản là cái Irezumi, là cái em đang xăm, đúng không? Thì vẫn chưa được thông cảm và hiểu, người ta vẫn có một cái nhìn khác cả. Vậy thì với một người đàn ông đã nhận thức được về thời trang, về cái trách nhiệm, thì em có chia sẻ gì về vấn đề khi mà nhiều người trẻ vẫn muốn có một cái hình xăm trên người, nhiều khi không có ý nghĩa gì? Nó có phải đúng với thông điệp là mặc đi sợ đéo gì? Thì đối với anh, hình xăm nó cũng là một dạng trang phục, đúng rồi, chúng ta khoác lên người. Nó có phải là giống như cái thông điệp em hay nói hay không? Và em có thể chia sẻ là tại sao em lại có cái tattoo trên người như thế này? Thì lúc trước thì em đi xăm thì nó cũng là những hình xăm trên cơ thể em nó đều có ý nghĩa hết. Nhưng mà ban đầu thì em cũng không có dự định là xăm Japanese tattoo đâu. Nhưng mà sau em cảm thấy ở Nhật và mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa nơi đây. Bởi vì cái công việc của em là thuộc những công việc ở dưới đáy của xã hội của Nhật. Và em muốn tìm hiểu những thứ nó cùng ở đáy của xã hội. Và em cảm thấy nó rất là cuốn hút. Em kiểu bị cuốn á. Và em quyết định sửa tất cả những hình xăm của mình lại thành những cái hình Japanese tattoo. Đấy. Và nhưng mà em cũng tự cảm giác là những cái người mà chơi thời trang hay là các bạn trẻ thì xăm những cái hình khác á, thì người ta sẽ nghĩ nó thoáng hơn. Còn xăm hình này á, là người ta nghĩ rất là nhiều. Đúng. Lúc mà em ở Nhật á, em đi tàu á, thì người già họ kỳ thị. Ừ. Bởi vì á, ở Nhật á, những Yakuza thật sự á, là họ giấu hình xăm. Đúng. Còn người mà không phải Yakuza á, họ sẽ để lộ hình xăm. Và người Nhật á, họ thấy họ vẫn kỳ thị. Họ kêu mình là giang hồ, mafia, và họ kỳ thị rất là nhiều. Anh ngồi ở trên tàu điện người ta không dám ngồi cùng luôn. Mình không làm việc xấu nên là mình cũng không quan tâm, tâm mình vẫn còn sạch, đúng không? Đúng rồi anh, em là một good boy nên em cũng không quan tâm.
Nhưng mà mình cũng có, em cũng có những cái lời khuyên cho những bạn trẻ. Thì tattoo nó cũng là một bộ trang phục và nó đi theo mình cả đời. Đúng. Nên là lựa chọn cái bộ trang phục nào nó đẹp và nó phù hợp với mình. Đúng. Thì và mình chịu trách nhiệm được điều đó. Đúng rồi, mình sẽ không hối hận. Mình sẽ không hối hận về đó. Nên đó, là lựa hình xăm cho đẹp lên. Thì cũng chia sẻ rằng là với những cái hình xăm mà kiểu Hùng đang xăm lên á, yeah, thì Nhật đặc biệt rất là có một cái sự ác cảm nhất định và những người thế hệ trước như là em vừa kể thể hiện á, yeah, những người già. Tại vì đó là hình xăm của thường là những Yakuza mafia Nhật, yeah, họ xăm lên. Và trong cái nền thời trang cao cấp ấy thì người ta cũng rất là kỵ hình xăm. Trước những cái giai đoạn khoảng thế kỷ 18 á, thì không bao giờ các người mẫu xuất hiện hình xăm lên trên. Sau đó là có một người cũng là người Nhật mang hình xăm lên thời trang, đó là Issey Miyake. Issey mang cái bộ tattoo collection lên và từ đó mở màn cho rất là nhiều các fashion designer khác như là Jean Paul Gaultier, rồi Vetements các thứ, rồi Demna các thứ mang, yeah, lên. Có những cái kiểu áo mà social make mà bám sát vào, yeah, cơ thể cũng để thể hiện hình xăm đó. Thì người ta bằng cách đó, thời trang nó thay đổi và nó làm cho cái góc nhìn của người khác nó thiện cảm hơn. Yeah. Anh hay nói rằng là thời trang nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Quan trọng cái con người tốt hay người xấu thì nó vẫn thuộc về con, yeah, con người tốt người xấu. Rồi. Tại tâm, vì tâm em là một ví dụ, hoặc là anh quen rất là nhiều anh chị cũng có sở hữu rất hình xăm và đặc biệt hình xăm của Nhật, nhưng họ sống rất là tốt. Yeah. Và trong cuộc đời của anh cũng gặp rất là nhiều người nhìn rất là đạo mạo, nhìn rất là chỉnh chu, người không một vết xăm nhưng mà cách sống cực kỳ đáng sợ. Cái tâm của họ không sạch như là cái bề ngoài của họ vậy. Nên thì đó, cái thời trang như mình chia sẻ với các bạn nó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài. Còn cái tâm các bạn như thế nào thì chỉ cần tiếp xúc một hai lần hoặc là cả một thời gian chúng ta nói chuyện là chúng ta biết được rằng cái tâm của người đó như thế nào thôi. Nên hãy quan trọng con người hơn, đừng quan trọng, yeah, về thời trang của anh. Đúng rồi. Quay trở lại rằng là cái áo của em cũng ra merchandise về mặt, yeah, đi sợ đéo gì đúng không? Cái đối tượng khách hàng sử dụng đa phần là người trẻ. Người trẻ. Nam hay nữ nhiều anh? Em nam nhiều. Nam nhiều các hơn. Bạn thích em đa số các bạn nam nhiều. Chỉ cần một bạn nữ thích là được đúng không? Dạ, em thích nhiều bạn nữ thích, em thích hơn. À thế hả? Anh cảm thấy hơi lạnh gáy rồi. Thì nếu là cái slogan mặc đi sợ đéo gì thì việc sử dụng cái từ đéo ở Việt Nam trong các sản phẩm thời trang, em có bao giờ nghĩ xa rằng là em không lo cái việc vấn đề nó là bị vi phạm cái thuần phong mỹ tục? Thì dẫu anh biết rằng là khi mà anh em mình qua môi trường nước ngoài, việc sử dụng các từ như là từ fuck, từ bitch, yeah, motherfucker, nó là một cái điều rất là bình thường. Nhưng ở Việt Nam, mọi thứ thời trang, mọi thứ những cái văn hóa hiện tại đang được các bạn trẻ yêu thích, nó là văn hóa du nhập. Vậy thì nó có, theo em, nó có phải là một trở ngại hay không? Ban đầu thì em nói cái slogan đó thì em cũng không nghĩ là em làm merchandise để bán cho mọi người. Nhưng mà đến khi mà em làm á thì em có hỏi cái bạn vợ em, là mình có nên nói câu này không, lỡ về Việt Nam nó không hợp thuần phong mỹ tục thì sao. Nhưng vợ em bảo không sao đâu, anh chơi đi. Thì em chuyển thôi. Đến bây giờ em cũng không quan tâm, em cũng chưa biết là hậu quả nó sẽ như thế nào. Nhưng mà lúc đấy tình yêu xui khiến thì em làm thôi. đồng vợ đồng chồng hả? Tát biển đông cũng đạn. Vợ em bảo là có sao luôn. Đâu anh, sao đâu, em thấy bình thường mà. Đó, em làm thôi. Ok. Tại vì khi mà các bạn mua sản phẩm mặc đi sợ đéo gì của Hùng CB thì rõ ràng các bạn phải tính được cái đường là nếu bố mẹ mà nhìn thấy thì phải giải thích được cái thông điệp này. Giải thích mấy bà hàng xóm em biết luôn anh. Mấy bà hàng xóm em kêu Hùng CB mặc đi sợ đéo gì, em cảm thấy tự hào. Ok. Nhưng mà quan trọng họ phải thấy được cái năng lượng tích cực của em. Dạ. Quan trọng là họ phải thấy năng lượng, dạ, năng lượng tích cực của em. Thì để mà thuyết phục được những người lớn như vậy phải cần một cái chặng đường rất là dài. Dài chứ không phải rằng là đùng một cái là biết được, dạ, đúng không? Vậy thì trong bây giờ, hiện quá khứ, hiện tại và tương lai, cái thông điệp mặc đi sợ đéo gì của em mong muốn là gì, nó bền vững nhất có thể. Em hiểu không? Có nghĩa rằng là cái thông điệp em muốn truyền tải rõ ràng nhất cho mọi người từ quá khứ, từ, dạ, những lúc mà em làm bắt đầu đến bây giờ em trải nghiệm và sau này tương lai em phát triển rộng hơn nữa, thì cái thông điệp duy nhất và em nghĩ bền vững nhất cái với mặc đi sợ đéo gì của em là gì? Em nghĩ mọi người hãy cứ giữ lấy cái nhiệt đó.
vẫn sẽ là mãi là mặc đi sẽ đéo gì, thì nó là những cái chất của mình thì mình hãy thể hiện nó đi. Đúng. Đừng để nó chết đi. Trôi qua rồi mình không lấy lại được đâu. Rõ ràng. Đó à. Là cái thông điệp mà mặc đi sợ đéo gì đang muốn thể hiện, cũng như là Hùng sẽ bền muốn. Rồi. Cũng như là cái chia sẻ của Hùng lúc nãy, đó là nhiều người đang hiểu nhầm. Dạ. Và cái thông điệp rõ ràng clip nó là như vậy. Đó. Thì quay trở lại câu chuyện về cá nhân của em một chút, rằng là tại sao lúc em đang ở Nhật, đang kiểu có một cái hình ảnh xây dựng trên mạng xã hội rất là đẹp, rất là Nhật, tại sao em lại quyết định trở về Việt Nam? Em về Việt Nam là vì em muốn sống gần gia đình và em muốn lập gia đình. Đó là lý do mà em muốn về Việt Nam. Thì em 43 thì nó cũng đủ rồi, nhưng mà em nghĩ là thời trang ok nó ở đây rồi, nó trong cái túi của mình rồi. Bây giờ mình về thôi. Mình sống cùng với gia đình mà mình vẫn có thể thể hiện được thời trang thì nó còn gì tuyệt vời hơn, đúng không anh? Đó. Anh hiểu. Thì nên là em đã về đây. Đây là gia đình cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong bất kỳ một thằng đàn ông nào luôn. Vậy thì cách mà em vượt qua được những cái áp lực, tại vì khi mà anh theo dõi lúc mà em bắt đầu úp hình mà sử dụng thời trang mà với bối cảnh ở Việt Nam ấy, thì anh nhìn thấy người ta mong muốn một phiên bản Hùng OCB Nhật Bản hơn là một phiên bản Hùng OCB Việt Nam, thì em giải quyết vấn đề như thế nào? Lúc đó ôi các bạn hay là tất cả mọi người cứ phải là anh phải quay lại Nhật đi, ông này phải là ở Nhật thì ổng mới chất, còn ông về Việt Nam thì ổng lại thế kia. Em kêu tôi quê Việt Nam, tôi ở đây chứ ở đâu. Hồi trước tôi cũng chất, nhưng mà các ông không thấy Nhật á, nó là cái bàn đạp để đưa tôi lên. Bây giờ nè, đây mới là gọi là tôi, đây mới gọi là thằng Hùng CB, người Việt Nam, da vàng, máu đỏ da vàng đó. Em kệ anh ơi. Lỡ mà kiểu ví dụ người ta quen cái hình ảnh đó của em mà người ta không theo dõi nữa, em thì em cảm thấy như thế nào? Em cũng chịu luôn. Em nghĩ sao về cái vấn đề này? Tại sao? Tại vì với bản thân anh đi, một người giống như rằng là các bạn cũng hỏi là em thích anh đi lúc mà anh đi ở Úc hơn, mặc đồ nhiều hơn. Tại vì rõ ràng khi mà anh em mình về Việt Nam đâu phải là chỉ có đi làm đi học mà còn nhiều thứ nó phải lo hơn rất là nhiều. Và cái thời trang chúng ta sử dụng bây giờ nó phải phù hợp với cái môi trường chúng ta đi làm. Môi trường nóng các thứ nữa, chứ không thể nào mà các bạn muốn cái gì các bạn là muốn chúng ta xây dựng hình ảnh như thế. Anh em mình là kiểu biết là điểm dừng ở đâu. Vậy thì cái vấn đề rằng tại sao người ta lại thích ở Nhật Bản mà người ta lại không thích ở Việt Nam, có phải chăng là do người Việt còn xính ngoại và còn thích cả nó còn lậm từ thời trang, từ điện thoại cho tới cả bối cảnh người ta cũng phải thích. Trong khi đó Việt Nam cảnh đẹp rất là nhiều. Em phải công nhận Việt Nam cảnh đẹp rất là nhiều. Đẹp. Nhưng mà em thấy các bạn kiểu là mang cái bóng quá to. Điển hình như Tokyo hay New York, cái bóng thời trang nó quá to đi anh. Mình cho dù mình có về đây, mình có như thế nào đi nữa, mình cũng không bằng là mình đang đứng ở Tokyo, New York. Cái bóng thời trang nó quá to và đó là cái sức ảnh hưởng. Đúng. Ở nơi đó thì biết như nào bây giờ? Thì bây giờ để có được những cái bóng đó, để có được những cái bóng đó thì nó đòi hỏi được cái sự gọi là đồng lòng. Để có được những cái chung kinh đô thời trang thì mình không thể nào kỳ vọng rằng Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội trở thành kinh đô thời trang được. Nhưng mà nó phụ thuộc vào cách mà những cộng đồng thời trang đó úp ảnh. Sử dụng những cái outfit ở trên những cái bối cảnh đó để người ta thấy rằng là ở Việt Nam cũng đẹp, ở Việt Nam cũng xịn. Thì đó là những cái thứ mà anh em mình có thể làm được. Để mà sau này những cái thế hệ trẻ sau họ cảm thấy rằng thì đúng là ở New York, ở Tokyo hoặc là ở Paris các thứ là nó đẹp như vậy. Nó thích thật. Đúng là nó thích thật, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta vẫn có thể ứng dụng được sao cho nó phù hợp nhất và cũng tự hào về cái quê hương của chúng ta. Thì xong cái chuyện đó, bây giờ nói cái về cách mà em phát triển về hình ảnh bản thân. Như Hùng đều biết thì TikTok hiện tại nó là một trong những cái nền tảng phát triển rất là mạnh, cũng như là những người sản xuất nội dung trên đó rất là đa dạng, từ những cái cuộc sống hàng ngày cho tới xe cộ cho tới thể thao và dĩ nhiên có cả thời trang trong đó được nữa. Tuy nhiên thì cái mảng mà thời trang trong cái TikTok có rất là nhiều người sản xuất nội dung. Như anh luôn chia sẻ với mọi người rằng TikTok nó là một cái công cụ do con người sáng tạo ra, con người phát minh ra. Còn cái việc nó xấu hay không nó phụ thuộc vào cái nội dung của những người sáng tạo nội dung trên đó nữa. Thì với tư cách là một người
cũng là TikTok content creator, một người sáng tạo nội dung trên mạng TikTok, thì em nhận xét gì về những người đang là sản xuất nội dung trên TikTok, cũng như rằng là cách để em tạo được một cái điểm khác biệt với lại người xem để người ta thu hút người xem tới mình nhiều hơn? Thì cái khoảng thời gian mà em biết đến TikTok á, thì khoảng là cách đây khoảng 2 năm. Là trước đó em thì cũng biết, nhưng mà em không nghĩ là bây giờ cái sức ảnh hưởng của nó như thế nào, mạnh như thế nào, thuộc gọi là top luôn rồi còn gì nữa anh. Thì lúc đó là em chỉ chơi TikTok, xong mà em ngày xưa em thích làm diễn viên. Học xong 12 là em muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng mà gia đình thì kêu là không cho, cũng không cho em thi vào trường du lịch luôn, bảo là thôi đi nước ngoài đi, xong rồi đi qua đó chịu khó làm ăn, kiếm cái vốn sau này về Việt Nam mình đầu tư cái gì đó. Nhưng mà sau TikTok nó xuất hiện thì em lại muốn diễn xuất, em lại muốn đóng vai cái gì đó, nhép miệng theo một nhân vật nào đó mình yêu thích đấy. Thì đến thời điểm hiện tại thì em cũng không tự nhận em là một TikToker hay là video content creator đâu. Em chỉ là làm nó vui thôi. Em chỉ làm vì em cảm thấy vui thôi và em thích thôi. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà các bạn, nhiều bạn đến biết đến em, nhiều người ủng hộ hơn. Ngay cả cái việc mà những cái hàng xóm á còn biết em nữa. Nhưng mà em thấy là TikTok bây giờ đang chia làm hai. Về cái mạng thời trang thì những cái người biết á thì em thấy là họ ít được quan tâm, tại vì những cái video của họ không có tính giải trí, bởi vì TikTok nó sinh ra là để giải trí. Đúng. Và những cái người ngược lại thì họ làm là để giải trí và họ không quan tâm đến dư luận hay là không quan tâm những ai nói gì đâu. Các bạn trẻ cảm thấy hay và nó giải trí và nó ấy là các bạn trẻ nghe theo, thì đó là một, nhiều khi mình em sẽ không khẳng định là họ làm sai, nhưng mà nhiều bạn trẻ sẽ bị dắt mũi bởi những cái clip nó mang tính giải trí. Và nhiều người em cảm giác như là đang làm vì lợi nhuận để kinh doanh đấy. Thì chúng ta đã xem TikTok nó giống như là về cái phương diện là một người sử dụng, về phương diện của một người sử dụng mạng xã hội nói chung và TikTok nói riêng, thì bản thân anh và bản thân em đều coi TikTok là một cái nền tảng giải trí. Tuy nhiên nó không giống như là nhiều người cũng đang sử dụng TikTok như vậy. Tại vì nói gì thì nói, cũng có một số những cái tip, một số những cái lời khuyên ở trên TikTok của những anh chị hoặc là những bạn bè sáng tạo nội dung trên đó có ích thật. Thật sự là có ích, những cái tip hàng ngày. Nhưng mà để với cái thời lượng như vậy để mà người ta hiểu chuyên về thời trang á, thì rõ ràng rằng là những cái bài viết dài của anh hoặc là những cái clip của em nó chỉ mang một cái gọi là gây ảnh hưởng hoặc là cảm hứng cho họ. Còn hiện tại rất là nhiều người không nhận thức được điều đó. Về bản thân anh cảm thấy họ không nhận thức được điều đó. Và cái ảnh hưởng của họ tới giới trẻ rất là lớn. Tại vì anh đã từng coi rất là nhiều clip TikTok do bạn bè anh chia sẻ hoặc là những người theo dõi anh chia sẻ. Những cái clip đó, cái lượng tương tác nó khổng lồ cỡ nào, nửa triệu lượt coi, 100.000 lượt like các thứ, và cái lượng comment rất là nhiều. Cái con số này nó thể hiện cái gì? Con số này thể hiện ra cái độ phát tán, cái độ mà những cái thông điệp đó nó truyền ra. Và như là anh luôn nói là nếu mà chúng ta chưa biết một cái gì đó, chúng ta là một tờ giấy trắng hoàn toàn. Nếu mà những cái kiến thức hoặc là những cái khái niệm đó lệch lạc, nó sẽ làm cái tờ giấy đó nó bị vẩy đen đi, nó bị nghèo nát đi. Và khi mà để sửa lại những cái thứ đó nó rất là khó, rất là khó. Tại vì rõ ràng các bạn để lên những cái title trên Facebook hoặc là trên những cái nơi là influencer, người ảnh hưởng, thì người ảnh hưởng nếu các bạn làm cho vui, như em đang làm cho vui đi, thì không nói làm gì. Tại vì em đang hướng theo một hướng gọi là giải trí, nó thỏa mãn được cái tôi là muốn làm diễn viên của em đi. Nhưng mà đó, em coi đó, diễn viên của em làm theo kiểu vui, em làm theo kiểu vui. Còn nhiều người lại đưa những khái niệm vào trong đó, họ để họ làm gì, họ thể hiện bản thân, họ muốn tăng được cái sự ảnh hưởng với những người khác. Và cả bản thân anh cũng như vậy, đây là một cái nhu cầu hoàn toàn bình thường của con người. Nhưng mà họ đưa những cái khái niệm sai. Và đó là cái mà anh cảm thấy rằng người ta đưa thông điệp, còn cái người xem á, và đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà các bạn coi những cái thông điệp hoặc là những cái khái niệm, thì rõ ràng rằng bây giờ Google, Internet miễn phí, chúng ta có thể double check, chúng ta có thể kiểm tra lại xem cái khái niệm đúng hay không. Chứ đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều, nó sẽ tạo ra một cái sự lệch lạc rất là lớn. Và bên cạnh đó không chỉ có anh mà có những cái nguồn về thời trang khác, và những người như em, nhiều khi em không nói, nhưng mà cái cách em mặc đồ,
cái cách em thể hiện ra nó thể hiện được cái phong cách đó. Yeah. Thì cũng là một cách để mà educate, để mà giáo dục lại, được định hướng được cho các bạn. Chứ em thấy mà nhiều người kiểu cũng cố tỏ ra ngông, nhưng mà cái ngông của họ anh thấy nó không đẹp. Cái ngông của họ nó không phải là ngông. Tại vì bản thân em đang muốn thể hiện bản thân mình. Còn nhiều người kia cái ngông của họ là một cái ngông copy của một ai đó. Cho nên cái ngông của nó rất là fake, nó rất là họ cố gắng để trở thành một hình ảnh nào đó. Họ cố gắng trở thành hình ảnh đó. Và quan trọng rằng là nhiều bạn trẻ lại chưa tiếp nhận được cái hình ảnh của mà người ta bắt chước, người ta lấy ảnh hưởng. Nên bạn nghĩ rằng cái hình ảnh đó là độc nhất và thu hút người ta. Đó, thế nên nhiều bạn cũng bị lệch lạc. Đó. Thì sáng tạo nội dung nó phụ thuộc, nội dung xấu, nội dung tốt nó phụ thuộc vào người sáng tạo và nó cũng phụ thuộc vào thị trường nữa. Nó quay trở lại cái vấn đề lúc nãy là có nhiều người làm là họ muốn truyền tải một cái thông điệp nhưng họ không vui. Và có nhiều người gọi là vui mà vì mục đích khác hơn nữa. Thế nên rằng nếu mà thị trường thay đổi, thị trường những người xem khó tính hơn, có nghĩa là cái tiêu chuẩn cao hơn, biết chọn lọc hơn, thì rõ ràng rằng là họ sẽ đào thải những người đang làm kiểu kiểu là làm để vì lợi nhuận, đúng rồi, kiểu đó. Họ sẽ biết chọn những cái nào đó nó phù hợp hơn. Cái câu chuyện này nó cũng khác rằng là anh mong cái cá nhân mong rằng là những cái clip em có thể là diễn viên, nhưng mà diễn viên, em biết là diễn viên thì họ nhiều khi họ cũng có thể truyền tải được một cái thông điệp gì đó. Em coi rất là nhiều phim. Chắc sắp tới em phải nhờ anh Chí kịch bản cho em, chứ em chỉ biết diễn chứ em không biết viết kịch bản. Nhưng mà sure. Ví dụ anh viết cái kịch bản có thể là em sẽ lấy những cái bài viết của anh để làm nền tảng. Xong bắt đầu em diễn lại sao để mọi người hiểu hơn. Đó có nghĩa là mọi người vừa sẽ đọc những cái bài của anh, nghe anh nói, xong lại em sẽ diễn lại bằng một cái hình thức giải trí. Thì em nghĩ là nó sẽ là một cái rất là hay đấy. Tiếp cận nhiều tốt hơn. Ok, vậy thì anh nhiều hộp, anh nhiều hộp. Tại vì kiểu nhiều khi các bạn kêu hay nhận xét anh là kiểu đánh đá chua ngoa quá. Cho nên cũng khó tiếp cận được nhiều người. Nhưng mà đó là bản thân anh. Đúng đó rồi. Là tính cách của anh đó và anh người cảm thấy anh thoải mái với điều đó. Còn để mà cho thị trường mà thay đổi anh thì nó không phải là Chí Minh Lê mà các bạn biết. Nó cũng như là nếu mà để thị trường thay đổi em thì nhiều khi anh sẽ thấy không phải là Hùng OCB mà anh biết. Mình bị đào thải. Đúng, mình sẽ bị đào thải ngay. Vậy thì nói một cách nó xa hơn nữa là em suy nghĩ sao về cộng đồng thời trang và cái cách mà các bạn Việt Nam ăn mặc hiện tại như thế nào? Câu hỏi này nó cũng khá là nhạy cảm. Bởi vì em thấy hầu như, không phải là hầu hết, nhưng mà phần đông là những cái bạn chơi thời trang, giới trẻ Việt Nam mà chơi thời trang á, cái tôi cao, khi mà ai đó nhận xét á, không thích đâu anh. Không thích nhận xét đâu. Ngay cả bản thân em đôi khi em cũng không thích, nhưng mà mình vẫn phải tiếp thu để mình vượt bậc đó. Nhưng mà em thì em không dám nhận xét sâu xa, nhưng mà em chỉ nói là em thấy cái tôi của bạn quá cao. Đôi khi mình cũng phải lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn thì mình mới khá được. Đấy, em chỉ vậy thôi, chứ bây giờ em nói lung ta lung tung ra ngoài đường, đứng ngoài đông lắm anh, bị tiếp cô hay là lên mắt thôi. Thằng này hôm bữa nó xấu mình với Chí Minh Lê nè, thằng này bữa chửi mình à, thôi anh ơi. Thì cộng đồng thời trang Việt Nam anh thấy rằng là phát triển mạnh. Nếu mà so sánh với các khu vực xung quanh thì cá nhân anh cảm thấy Việt Nam phát triển mạnh. Tuy nhiên nó không theo một kiểu gọi là thống nhất. Nó không thống nhất mà nó cứ tách nhỏ, giống như cái nấm. Nó mọc vậy nè. Nó mọc xiên, mọc xéo, nó mọc bởi vì đây là một cái rơm á. Em thấy mọc như nấm. Nhưng mà nó không ra một hệ thống. Nó không mọc thành cây nấm to, nó thành cái kiểu nấm tà, đúng không? Rồi. Vậy thì cách các bạn Việt Nam ăn mặc hiện tại em thấy tốt hơn hồi xưa rất là nhiều không? Nhiều chứ, em thấy mọi người kiểu cải thiện rất là nhiều. Mọi người biết chỉnh chu hơn, mọi người biết chụp hình hơn, mọi người đầu tư hơn, có gu hơn. Đúng. Dạ. Đó là thể hiện ra một cái sự phát triển. Dù gì thì nói gì là dù là có nhiều cái gọi là chúng ta hay công kích, nhưng mà nhìn từ những cái thời gian mà từ năm 2015 cho tới bây giờ là đã 7 năm rồi, thì cái cách ngày xưa anh em mình mặc, chính anh em mình nhìn cũng bản thân mình ngày xưa đi, ngày xưa cũng là hoodie, đúng rồi, cũng là quần, cũng quần sneaker, jogger, jogger các thứ, rồi phối flannel, rồi đó, các thứ, layer các thứ. Thì cái hình ảnh đó đến bây giờ các bạn cũng độ tuổi của anh em mình thời điểm đó mà các bạn mặc đẹp hơn rất là nhiều. Đẹp hơn nhiều, phải công nhận một điều đó, các bạn mặc đẹp hơn rất là nhiều.
nó phân hóa rõ ràng hơn. Có nghĩa rằng bây giờ khi những người nào mà họ chưa biết nhiều về thời trang, hoặc là họ yêu thích về streetwear nhiều hơn, về thời trang đường phố, họ sẽ mặc theo kiểu graffiti rồi những thứ mà họ cảm thấy thoải mái. Đó là quyết định của họ. Nhưng mà nếu ngày xưa mà cái mảng thị trường đó chiếm 100% đi, thì bây giờ nó phân hóa thành 50-50. Và 50 đó là những người, anh thấy những bạn mà ảnh hưởng bởi em. Và em có đưa những cái ví dụ về những cái bạn ngày xưa từng ăn mặc rất là gọi là sao nhỉ, rất là kiểu học sinh. Kiểu quần dài, áo sơ mi trắng, rồi đi những cái đôi xăng đan các thứ. Nhưng mà sau một thời gian các bạn ấy ảnh hưởng, anh thấy rằng là các bạn ấy mặc đẹp hơn, tốt hơn. Quan trọng là các bạn ấy thu hút, các bạn ấy học tập từ những người định hướng như thế nào. Em thấy mạng xã hội phát triển á, thì mọi người tiếp thu được nhiều hơn. Ngày xưa em thấy mạng xã hội nó đang còn phát triển kém quá. Và những cái người mà content creator giống như anh Chí hay là nhiều người nữa, họ vẫn chưa nhiều á và chưa khai thác. Xong rồi bây giờ em thấy ví dụ như anh Chí ra được nhiều bài hơn, rồi những cái người chụp hình đẹp họ lại up nhiều hình hơn, thì các bạn bắt đầu học, các bạn bắt đầu phát triển nhiều hơn. Đấy, cái đó là em thấy là nhìn nhận một cách thực tế luôn. Một cách thực tế là các bạn tốt là và phân hóa hơn rất nhiều. Vậy thì em có gọi là, nói là lời khuyên thì nó nghe nó hơi cao xa, em có chia sẻ gì với các bạn không? Tại vì anh em mình thời điểm đầu cũng chưa có nhiều như bây giờ, nhưng bây giờ các bạn có nhiều. Và em nghĩ rằng khi mà cái luồng thông tin về thời trang nó quá nhiều đi, nhiều khi các bạn bị hoang mang, các bạn kiểu không biết nên mặc cái gì, thì em có chia sẻ gì với các bạn không? Tại vì anh em mình trải qua thời điểm đó rồi, lúc đó anh em mình cũng coi rất là nhiều thứ. Em là bên Nhật, còn anh coi kiểu về châu Âu, về kiểu châu Mỹ nhiều hơn, và anh cũng copy, anh cũng lấy cảm hứng rất là nhiều. Anh cũng tự công nhận điều đó. Nhưng mà bây giờ các bạn ở Việt Nam, các bạn chưa định hình được phong cách của mình, thì các bạn gặp nhiều cái nguồn thông tin như vậy, thì em có một cái chia sẻ gì cho các bạn để các bạn có thể nâng cao được cái khả năng thời trang của mình hay không? Thì em cũng có một vài điều muốn chia sẻ, cũng giống như là lời khuyên. Các bạn nên chắt lọc. Cái sân chơi nào nó cũng có cái hay của nó, nên là các bạn hãy cứ chọn lọc cái gì nó cảm thấy mình cảm thấy phù hợp nhất. Phù hợp là những gì? Môi trường sống, những thứ xung quanh và thời tiết, rồi kinh tế nữa anh. Kinh tế rất là quan trọng nhé. Đúng. Em thấy các bạn đang bị chạy theo kinh tế. Phải cố gắng để mua một cái món gì đó nó vượt quá với lại kinh tế của mình. Điều đó là không hay. Và em nghĩ là mọi người nên chọn lọc nhiều hơn. Thời trang nó giống như một món ăn, nhưng mà nếu mà các bạn nêm nhiều vị ấy, thì cái món ăn nó rất là dở. Đúng. Nên là mặn ngọt, mặn thì sẽ đi với ngọt, đừng có mặn chua. Chua sẽ phải đi với cay, kiểu như thế. Và hãy xào chế nó thật là ngon. Anh hiểu, anh hiểu. Cái anh lại thấy cái thông điệp của em nó lại đúng thời điểm này. Đó là mặc đi sợ đéo gì. Mặc đi sợ đéo gì nghĩa là các bạn thấy quá nhiều thông tin, các bạn phải mặc đã. Phải mặc đúng rồi. Phải mặc. Mặc đi, bất chấp là người ngoài xung quanh. Có nghĩa là có đẹp có xấu. Người ta mặc ra ngoài người ta nhận xét. Bây giờ ví dụ đẹp xấu, à đẹp thì ok, mình chắt lọc ra để nguyên một cái album hoặc một bộ sưu tập, đây là đồ ta mặc đẹp. Còn đồ nào xấu thì chúng ta dẹp đi, đúng không? Đó, để dẹp đi thì chúng ta mới biết rằng thế này là mặc đẹp, ít nhất là đã mặc rồi. Còn rất là nhiều bạn chưa mặc, chưa thử, chưa sợ. Trải nghiệm một cái gì hết, sợ. Anh luôn nói các bạn rằng là các bạn phải mặc thì các bạn mới biết. Còn bây giờ lên mạng hỏi với anh rằng anh Hùng ơi, hoặc là anh Bi ơi, bây giờ em cao 1m7, đúng, nặng rồi, bao nhiêu ký, mặc cái gì đó có được không, mặc cái gì đó được không, có anh đẹp kêu, không anh hỏi chứ. Nhưng bây giờ Hùng thích hoặc là anh thích, nhưng chắc gì là bạn ấy thích. Đúng, mỗi rồi, một người là một cá thể khác nhau, làm sao mình có thể quyết định được họ thích cái gì. Cái này thì giống như là chúng ta áp đặt hồi là chúng ta trở thành những kiểu gọi là đa cấp đi bán hàng rồi, là áp các đặt bạn bị hơn. Lý thuyết đó anh. Đúng rồi, các bạn hay hỏi lắm. Các bạn không làm đâu, đúng các rồi, bạn chỉ hỏi thôi. Mà các bạn hỏi rất nhiều mà không làm. Đúng rồi. Anh viết, anh suggest, anh khuyên các bạn nào không, đến ngày hôm sau lại hỏi đúng câu y chang như vậy. Cho nên các bạn, bây giờ mình mới kêu là các bạn mặc đi, đừng cứ sợ nữa. Đúng là sợ đéo gì, mặc đi. Có người khác chê để mình tốt lên, chê để mình biết rằng là mình như thế nào, thì cái thông điệp của em nó mới đúng. Nó mới đúng được, chứ không phải là để mặc xấu ra kêu là mặc đi sợ đéo gì. Không, đây là tao đang trải nghiệm. Và người nào mà càng kiềm được cái tôi ấy, cá nhân anh nhá, kiểu mà họ trải nghiệm ra, họ nhận được cái đẹp cái xấu ấy, những người đó mới nhảy lên cao được.
những người đó mới khẳng định bản thân tốt hơn, họ mới trải nghiệm hơn. Còn bây giờ ví dụ em thấy không, ví dụ bây giờ mặc ra mà kiểu người khác kêu xấu là bắt đầu sừng cồ lên, bắt đầu để cái tôi lên, là từ ai là hình ảnh nó cứ mãi mãi ở như vậy thôi. Đúng rồi, không thể tiếp thu được nhiều cái nguồn thông tin. Và cái khi mà thị trường quay trở lại, rằng khi mà thị trường văn hóa thì những người mặc kiểu thời trang đường phố sẽ có những cái local brand làm kiểu thời trang đường phố, và có những người mà muốn ăn mặc đẹp hơn, có tính thiết kế hơn và khẳng định bản thân mình nhiều hơn, tính cá nhân nhiều hơn, sẽ có những cái local brand để mà đáp ứng được tại cái tệp khách hàng đó. Vậy thì em nghĩ sao về các thương hiệu nội địa tại Việt Nam tại ở thời điểm này? Em trước đây khi mà em ở bên Nhật thì em vẫn chưa được trải nghiệm nhiều những cái thương hiệu Việt Nam. Nhưng mà về đây thì em cảm thấy cái môi trường ở đây á, nó làm thay đổi em hoàn toàn. Em muốn trải nghiệm nhiều hơn, và ngay cả hiện tại em đang làm nó luôn. Đó, em cứ nghĩ là ngày xưa em cứ nghĩ là mình phải sử dụng những cái hãng nước ngoài bởi vì họ có tay nghề, bởi vì họ làm đồ rất là đẹp, tỉ mỉ. Nhưng mà về Việt Nam em thấy á, mặc dù là cái chất lượng, em phải nói thẳng là cái chất lượng nó không bằng, nhưng mà cái tâm huyết nó đi ngược lại. Cái tâm huyết họ đi rất là nhiều, nhiều người họ đổ rất là nhiều chất xám, đổ cả đêm cả ngày, không ăn không ngủ họ. Và cái điều đó em công nhận ở nhiều chủ shop đó. Nhưng mà cũng có một vài cái hãng nó làm không hay, thì em nghĩ là ở đâu nó cũng có thôi. Chính xác. Nên là mình nên không đánh đồng nó cho cả một tập thể, trong khi rất là nhiều người cố gắng. Đó. Đó là cái quan điểm của em. Thì các thương hiệu nội địa tại Việt Nam bây giờ cũng phải cạnh tranh rất là nhiều. Cạnh tranh. Tại vì khi mà thị trường phân hóa, nghĩa rằng là bây giờ cũng đâu phải là nhiều người mặc đồ như ngày xưa nữa đâu. Họ cần những cái sản phẩm nó tỉ mỉ hơn, nó thiết kế hơn. Nhưng quay trở lại câu chuyện rằng em nói rằng là nhiều khi chất lượng không bằng, nhiều khi chất lượng không bằng quốc tế. Nhưng có bao giờ em đặt câu hỏi và em định hướng cho người xem em ấy rằng là chất lượng không bằng, nhưng tại sao chất lượng lại không bằng? Tại vì số tiền mà chúng ta bỏ ra cho các thương hiệu nội địa Việt Nam chưa cao bằng. Đúng rồi anh. Ví dụ em mua một cái shirt của Number 9 hoặc là của Undercover đi, chúng ta sẵn sàng bỏ với mức giá từ 3 đến 5 triệu. Nhưng mà bây giờ ví dụ em kêu là mua 3 đến 5 triệu, bỏ qua cái giá trị về thương hiệu đi, ví dụ bây giờ là bỏ số tiền có thể thấp hơn đi, 1-2 triệu cho các sản phẩm Việt Nam, em thấy phản hồi của khách hàng trẻ vẫn còn một cái sự gọi là nghi ngờ gì đấy. Các bạn vẫn chưa hiểu được rằng là để có được những cái chất liệu tốt so sánh với quốc tế thì những cái local brand Việt Nam hầu hết là những local brand còn khá nhỏ, chưa có nhiều tài chính, cũng như tiếp xúc những cái nguồn vải đó mà họ không hiểu được, cũng rất là một câu chuyện rất là khó khăn. Mặc dù bây giờ là người ta cũng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn rồi, nhưng mà cái quá trình thuyết phục đó, em có nghĩ rằng là em sẽ là một cái kênh để mà em truyền tải được rằng là cái chất liệu nó cũng phải đi đôi với số tiền mà chúng ta bỏ ra để xứng đáng với lại cái chất xám mà những người mà em đã từng gặp họ bỏ ra. Em cũng nghĩ đến cái vấn đề này, là cái số tiền nó cũng phải đi đôi với chất lượng. Đúng rồi, local của Việt Nam mình giá rất là phải chăng. Đúng. Và với cái mức giá đó thì bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa. Chính xác. Rất là tiện lợi cho mình luôn, nhưng mà không phải là nó là fast fashion, nó không phải là fast fashion. Những cái vấn đề này nó em cũng đang tìm hiểu. Nói chung là em cũng là một tay ngang. Anh hiểu. Em cũng chưa có nhiều kiến thức nhiều đâu. Nhưng mà em cứ vẫn đang là trên đà, vừa học vừa hỏi vừa làm. Mình đi đến đâu mình làm đó. Cái nào hay mình tích lại, cái nào xấu mình gạt đi. Nhưng mà em thấy là có một điều là em thấy như thế này. Có nghĩa là các bạn mua đồ ở Việt Nam là vì các bạn thích cái ông chủ hoặc là cái nhà thiết kế đó, chứ không phải là vì gì cả. À, không phải là vì chất liệu. Em đang thấy là như vậy. Có thể là các bạn mua đồ của em là các bạn thích em, chứ không phải là đồ em làm đẹp. Các bạn hiểu những thứ mà em đang làm, các bạn thích như vậy và các bạn mua. Hoặc là em thích Jun Takahashi, ổng làm cái gì xấu hay gì em không quan tâm, nhưng mà em vẫn mua đồ của ổng, em vẫn thích sử dụng đồ của ổng, bởi vì em hiểu là ổng đang làm cái gì. Anh hiểu. Đó. Anh và hiểu. Em thấy là các bạn trẻ Việt Nam đang như vậy, thì em rất là ủng hộ những cái bạn như vậy. Họ đặt niềm tin vào cái người đó. Mình có niềm tin,
và mình đặt niềm tin vào cho họ thì tuyệt vời gì hơn nữa khi mà mình sử dụng cái sản phẩm của họ. Anh hiểu đó. Vậy thì quay trở lại câu chuyện về cái merchandise của em đi. Yeah. Em có nghĩ rằng khi nhiều người đặt niềm tin vào em á, nó vừa là động lực mà nó vừa là cái áp lực. Có bao giờ em nghĩ rằng là có một ngày nào đó mình làm mất cái niềm tin của những người đã từng theo dõi mình không? Em nghĩ là không đâu. Em luôn tự hào và em luôn tự nhắc trong lòng mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Mình chỉ có đi lên thôi, hoặc là mình ở đó mình bất tử chứ mình không đi xuống. Ok, đó là cái ngông của Hùng OCB. Dạ. Yeah. Vậy thì cái câu chuyện mà để xây dựng cái niềm tin với một người, với một nhóm người á, anh nghĩ em là một người khá là tham vọng. Yeah. Em là một người khá là tham vọng. Thì những cái cộng đồng hoặc là những cái nhóm người nhỏ đang trong một cái lớp gọi là lớp học của thầy Hùng OCB. Yeah. Thì rõ ràng em đang là giáo viên chủ nhiệm của một cái lớp. Hiệu trưởng. Đang là giáo viên chủ nhiệm thì chắc chắn em sẽ muốn trở thành hiệu trưởng. Yeah. Và khi em trở thành hiệu trưởng, em sẽ muốn trở thành nói chung nhiều trường nữa. Bộ giáo dục luôn anh. Muốn trở thành bộ giáo dục. Thì đó có nghĩa rằng là dự định tương lai của em là gì, để phát triển thương hiệu, để phát triển được, đưa được cái thông điệp mặc đi sợ đéo gì của em nó đúng với cái mong muốn của em, với lại cái những cái nhóm, những cái hội mà em đã xây dựng như thế nào, cái dự định của em là như thế nào? Thì cái dự định của em nó giống như là một cái chuyện tranh vậy anh. Em muốn là một người thuyền trưởng, mọi người lên thuyền và ra khơi thôi. Đó, thì nói về hướng thực tế thì em muốn đưa mọi người vào cái những thứ mà em đang làm, những cái thứ mà em đang chơi. Em nghĩ là nó đúng, em chưa biết là đúng hay không, em không biết là người ngoài nhìn em như thế nào, nhưng mà em nghĩ là em đang làm đúng. Và mọi người, welcome mọi người cứ vào đây, xong rồi em sẽ đưa cho họ những cái thông tin mà cần thiết, xong và let's go. Dạ. Yeah. Thế lỡ trên con đường đi đó có những người bỏ em thì sao, em có buồn không? Chắc là em không buồn đây, tại vì cái con thuyền của em đông người lắm, em bớt đi một người thì thuyền em đi nhanh hơn. Còn các bạn nghe thấy chưa, đó là vắng mợ thì chợ vẫn đông nha các bạn, vắng mợ thì chợ vẫn đông. Tại vì mình đang lên trên đường đến đảo vàng, nếu mà các bạn không đi tiếp thì các bạn sẽ bỏ lỡ kho báu. Ok, alright. Thì thông qua việc nói chuyện với Hùng OCB, các bạn sẽ đầu tiên cũng cảm ơn Hùng lần nữa đã tham dự cái podcast này và chia sẻ với anh rất là nhiều điều. Thì các bạn hiểu thêm được cái con người của Hùng, những cái gì khó khăn mà Hùng đã trải qua từ khi Việt Nam qua Nhật và trở lại Việt Nam, những cái áp lực, những cái gì đang xây dựng một Hùng OCB ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng có một cái nhìn nó xa hơn và đang hoàn thiện bản thân mình tốt hơn, chứ không phải là Hùng nhận mình là đỉnh là chóp, có nghĩa rằng là có tầm này thì có tầm cao hơn. Yeah. Và cái hướng của anh em mình đi là càng ngày càng cao hơn nữa. Các bạn cũng hiểu rõ hơn về cái thông điệp mặc đi sợ đéo gì của Hùng, để chúng ta trải nghiệm nhiều thứ tốt hơn và hiểu hơn về thời trang. Yeah. Thì cũng cảm ơn Hùng một lần nữa đã tham dự cái podcast này, và chúc Hùng ngày càng thành công trong cuộc sống cũng như phát triển được thông điệp mình tốt hơn. Em cảm ơn anh Chí đã giao cho em cơ hội này, nhưng mà em sẽ chúc anh Chí sẽ luôn thành công, viết bài rất là ok. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ Hùng OCB với lại thông điệp mặc đi sợ đéo gì, cũng như là tiếp tục theo dõi các series phiếm thời trang tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người.